Tin Tổng giáo phận Huế Khai mạc hội thảo loan báo tin mừng toàn quốc tại Tổng giáo phận Huế Được thanh tẩy và sai đi, tín hữu chú Kitô tham gia sứ vụ loan báo tin mừng Đó là chủ đề của hội thảo do Ủy ban loan báo tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam được tổ chức từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 9 năm 2018 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế trong ngày khai mạc, tất cả các tham dự viên cùng hân hoan chào đón đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa, chủ tịch ủy ban loan báo tin mừng, quý cha trưởng ban loan báo tin mừng các giáo phận, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân từ ba miền đất nước về tham dự cuộc hội thảo này với khoảng 116 tham dự viên. Sau phần khai mạc và giới thiệu chương trình của những ngày diễn ra hội thảo, các tham dự viên được lắng nghe bài thuyết trình của đức cha anh phong. Đức cha đã trích một số đoạn trong những văn kiện nòng cốt của cộng đồng Vatican II để đề cập đến vai trò và sứ mạng của người giáo dân trong việc loan báo tin mừng. ngoài ra, đức cha anh phong cũng gợi ý những phương cách cụ thể nhằm thúc đẩy người giáo dân tích cực dấn thân tham gia vào sứ mạng này. sau giờ giải lao các tham dự viên được chia thành ba nhóm, linh mục, tu sĩ, giáo dân để tiến hành thảo luận, chia sẻ theo các câu hỏi gợi ý có liên quan đến bài thuyết trình do Đức cha An Phong vừa trình bày. Kết thúc ngày hội thảo với thánh lễ kính Chúa Thánh Thần do Đức cha An Phong chủ tế. Hội nghị đã tạ ơn Chúa về ngày đầu tiên diễn ra tốt đẹp với cuộc gặp gỡ của những con tim luôn thao thức về sứ mạng của giáo hội.